chào các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Bếp Nhà Tâm hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một món ăn rất là giàu dinh dưỡng và rất là nhiều lợi ích khác cho sức khỏe nữa. Đó là món chà bông cá hồi. Một món ăn rất là thơm ngon, rất là bổ dưỡng, đặc biệt rất là phù hợp với các bạn nhỏ. Với món này chúng ta có thể ăn cùng với cơm hoặc là cháo đều rất ngon. Nào, Tâm xin mời các bạn cùng theo Tâm vào bếp nha. Hôm nay Tâm sẽ sử dụng 300g cá hồi phi lê. Và cá hồi này đã được Tâm rửa sạch trước qua nước muối pha loãng. Tâm sẽ hấp cá hồi với một nhánh gừng nhỏ, 2 thiếp sả. Và Tâm sẽ sử dụng một ít nước tương, một chút dầu ô liu và một thành phần không thể thiếu. Bây giờ Tâm sẽ để ra dĩa và đợi nó nguội. Sau đó Tâm sẽ gỡ cá. Với miếng cá hồi như thế này thì các bạn có thể sử dụng gói để mình giã cũng được.